Coi sáng thông tin các bạn là con tóc cần TPKT này đã lấy trên sàn hu, giá của nó là 0.004 hay gì các bạn, 0.08 gì đó. Ai có tóc cần này mình xin liên hệ với mình sẽ thu mua cho tất cả các bạn nha các bạn. Bạn nào chưa làm dự án này thì các bạn vào làm nha, còn bạn nào mà có làm thì rồi thì nhưng trong ví mình không có tóc cần thì các bạn xóa, các bạn tải app và bạn tạo ví mới các bạn. Hiện giờ chương trình ai góp mà bạn bè của nó còn được các bạn. Các bạn nhấp vào mút bánh răng nè, rồi bạn nhấp vào mở bạn bè nè, rồi các bạn bấm nút vào mở bạn bè nè, các bạn bấm copy cái link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tóc cần nha các bạn. Giờ mình thu mua cho tất cả các bạn nha các bạn. Bạn nào có thì liên hệ với mình qua số Zalo mình để dưới phần link mô tả các bạn. Mình mua giá cao bằng giá sàn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn.